Minh Đồng Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa, ngày kỷ mùi tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm thiên thượng hỏa kỷ tuổi quý sửu ất sửu, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành mộc cục, xung với sửu, hình sửu, hại tý, phá tuất và tuyệt sửu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi đinh sửu, ất sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ sửu, tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc, sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao thánh tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao sát cống, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao ngũ hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách kỵ về tế tự, sao trùng tang kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao huyền vũ kỵ về an táng, sao phủ đầu giáp kỵ về khởi công, động thổ, sao tam tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao không phòng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Tý trở nên nóng nảy và cáu kỉnh hơn hẳn thường ngày. Với bạn tuổi Tý, bạn thường từ chối tiếp thu ý kiến của người khác vì cho rằng chỉ mình là người hiểu rõ mọi việc nhất. Với thái độ làm việc chủ quan của bản mệnh trong ngày hôm nay tạo ra cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng nữa. Vì vậy, với bản mệnh tuổi Tý, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định cho mình. Đừng có để cho đến khi rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân rồi mới cảm thấy hối tiếc. Lúc đó thì đã muộn mất rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này còn cho thấy với bạn đang có điểm báo có nhiều bất đồng đang còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia của mình. Và bạn tuổi Tý đừng có tiếp tục đẩy cho những mâu thuẫn lên cao nữa. Bạn hãy nhanh chóng tìm ra cách cải thiện về tình hình hiện tại mà mình đang gặp phải đi nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim tự cho rằng mình là người đúng đắn nhất. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa không nên chủ quan lơ là trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ dễ mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc dành thời gian cho nửa kia của mình nhiều hơn.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho phương diện sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay khó có thể phát triển được theo chiều hướng tốt đẹp. Và dù với bạn tuổi Sửu bắt tay vào công việc quen thuộc đi chăng nữa thì với bạn cũng rất dễ gặp phải những khó khăn, khúc mắc vì quá lơ là mà ra. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra thì bạn cần phải tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức và tốn thời gian để khắc phục của chính bản thân mình và thậm chí là cả mọi người xung quanh nữa. Trên phương diện tài lộc, với bạn tuổi Sửu, may mắn là lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cho nên đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, có thể sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá, xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu, hãy coi đó là động lực để cho bạn cố gắng hơn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, chớ nên chủ quan ngay cả trong những công việc quen thuộc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, dễ cảm thấy căng thẳng, áp lực khi đối diện với công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, cần phải bình tĩnh khi trao đổi các vấn đề. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận, tích cực của mình. Với bạn tuổi Dần có thể sẽ được phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn nữa. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần, đây chính là thời điểm để cho bạn vươn lên, khẳng định vị trí của bản thân mình. Với bạn tuổi Dần, đừng có dễ dàng bằng lòng với những gì mà mình vừa gặt hái đạt được. Với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong tương lai. Vì thế, bạn cần phải luôn cố gắng hơn nữa bạn tuổi Dần nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Và dù công việc của bạn có vất vả đến mấy đi chăng nữa, với bạn tuổi Dần cũng không nên lạnh nhạt, thờ ơ với đối phương. Với bạn nên tâm sự với người ấy nhiều hơn để cho người ấy hiểu về mình nữa bạn tuổi Dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, được giao cho phụ trách nhiều công việc quan trọng. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, đừng có dễ dàng hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, hãy biết nắm bắt thời cơ, vươn lên để khẳng định vị trí của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, nên quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia. Vậy đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 90, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022.
Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển tương đối là thuận lợi nhờ bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi Mão Mùi phù trợ. Và với bạn tuổi Mão, để có thể đưa ra được những kế hoạch phát triển phù hợp hơn trong tương lai của mình, bạn nên đánh giá tình hình thực tế và năng lực của bản thân mình một cách chính xác hơn nữa nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, đặc biệt là đối với những người còn trẻ tuổi, chớ nên vội vàng tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc là đứng trước những sự lựa chọn khó khăn. Với bạn tuổi Mão, bạn nên trao đổi thêm với những người có nhiều kinh nghiệm trước cái đã. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày tốt theo nhị thập bát tú thì nên thực hiện các công việc như là khởi tạo, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, đào ao, đào giếng, kiêng cử những công việc như là đóng giường, lót giường, đi thuyền. Và ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn có được nhiều may mắn và thành công. Về cầu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy đánh giá khả năng của mình một cách chính xác hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển được thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thích hợp cho việc cầu tài, ký kết những hợp đồng hay là khai trương xuất hành. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tin tưởng hơn vào mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 97, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan giáng họa, điều này làm cho bạn rất có thể sẽ vướng phải nhiều bế tắc trong công việc. Với bạn tuổi Thìn có thể sẽ bị cấp trên chèn ép, giao cho quá nhiều công việc lặt vặt, không tạo cho cơ hội để cho bạn phát huy được những điểm mạnh của bản thân. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để cho bản mệnh bước chậm lại và nhận ra những vấn đề đang còn tồn tại xung quanh mình. Và nếu như bạn cảm thấy mình có sai sót xảy ra thì bạn cũng nên dũng cảm để đối diện và nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, chứ đừng có đùn đẩy cho người này người kia nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới đang khá là tốt đẹp. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn nên mở rộng lòng mình hơn với mọi người xung quanh và cho người khác có được cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình nữa. Về cầu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, ít có cơ hội để phát huy được điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, vướng phải mâu thuẫn với lãnh đạo và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nhanh chóng tìm được cách giải quyết vấn đề đang còn tồn đọng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên cho mọi người cơ hội để tiếp cận với mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 78, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Và dù với bạn tuổi Tỵ có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, hai người cũng luôn cố gắng dành nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc ở nhà nữa nhé.
Trong ngày thứ ba này, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng có thể sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Với bạn tuổi Tỵ, đừng có tiếp tục sống mãi trong thế giới riêng của mình như vậy. Bạn hãy cho cả bạn và người ấy cơ hội để tìm hiểu nhau xem sao nhé. Biết đâu, người ấy lại là định mệnh của đời mình thì sao? Tiếc rằng trên phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này lại chẳng được như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này cho thấy với bạn thường xuyên có những mâu thuẫn với đồng nghiệp và bạn tuổi Tỵ, bạn không nên đưa ra những quyết định nông nổi khi còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Bạn cần phải học cách trao đổi và thảo luận với mọi người nhiều hơn nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nhận được sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp và có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, mâu thuẫn với bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không nên nhốt mình trong thế giới riêng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, không nên đưa ra những quyết định nông nổi, hãy trao đổi nhiều hơn với mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 70, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được sự nâng đỡ của ngũ hành Ngọ Mùi nhị hợp, cho nên ngày này là ngày thích hợp để cho bạn tuổi Ngọ thực hiện các kế hoạch về đầu tư hay là mở rộng về quy mô kinh doanh hay là ký kết những hợp đồng có giá trị. Với bạn tuổi Ngọ sẽ nhanh chóng tìm được những mối đầu tư phù hợp hơn nhờ vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình một cách chuẩn xác của mình. Và trong ngày thứ ba này, với bạn tuổi Ngọ, đối với những người làm công ăn lương và bạn là người càng quen biết lâu càng được yêu mến, với bạn cũng nên chú ý hơn trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao, bởi bạn có thể sẽ gặp được quý nhân và quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn có được nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ. Điều này cho thấy trong gia đình với bạn tuổi Ngọ thường xuyên trò chuyện, giao lưu với con cái mỗi ngày. Và bạn muốn mình trở thành người bạn đáng tin cậy của con cái, chứ không phải chỉ là một bậc cha mẹ biết yêu cầu và chỉ huy con cái của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tìm được những mối đầu tư hứa hẹn cho tương lai. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, thường xuyên trò chuyện với bố và con cái. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn. Phải đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 66, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày thu hoạch lớn lao đối với bạn về tài lộc. Đặc biệt là những người đang làm ngành nghề tự do, kinh doanh, buôn bán có thể sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra suốt bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, một số người nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi đưa ra các quyết định. Bạn chớ có chần chừ hoặc là nhút nhát vì cho rằng mình sẽ phải chịu thất bại. Và cho dù bạn có vướng phải những khó khăn đi chăng nữa, với bạn vẫn còn nhiều người xung quanh giúp đỡ cho bạn nữa nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên đi theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ và dễ gặt hái được thành công.
Và ngày này, Thiêu Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần nằm ở khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy, với bạn tuổi Mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này nhé. Về câu quyết từ bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim dễ mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp vì ý kiến bất đồng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có chí tín thủ, không sợ khó khăn thử thách. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa hãy học cách hài hòa với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ không nên tự coi mình là trên hết. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc cần phải cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 63, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trong ngày hôm nay rất vượng vận về đào hoa khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Với bạn tuổi Thân, bạn đang có được sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước, cho nên bạn mệnh dễ dàng chinh phục được những người đối diện ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, nếu như bạn là người đã lập gia đình rồi thì bạn lại cần phải giữ khoảng cách với những người khác phái. Đừng có vì một phút ham vui mà tạo cơ hội cho những kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng mà mình đang có, và bạn cần phải biết trân trọng những gì mà mình đang có để nắm lấy hạnh phúc cho mình. Trên phương diện tài lộc của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này cho thấy đối với những người làm công ăn lương thì có được cơ hội tăng lương, thăng chức hoặc là được thưởng nóng vì những đóng góp cho tập thể của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cấp trên đã ghi nhận và trao cho bạn thêm phần thưởng xứng đáng nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa thu hút ánh mắt của mọi người, đặc biệt là những người khác phái. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ nhận được khoản tiền thưởng nóng vì những đóng góp của mình cho tập thể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc không nên buông thả thiếu cảm xúc nhất thời. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh của bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 87, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài ban phúc. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng phát tài nhờ vào các ngành nghề tay trái hay là công việc làm thêm của mình. Và dù với bạn tuổi Dậu chỉ là công việc làm thêm, nhưng nếu như bạn đã dành nhiều thời gian và tâm huyết vào đó thì tất nhiên bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra nữa rồi. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, và dù bạn đạt được thành công lớn đến mức nào đi nữa, bạn cũng không nên ba hoa khoác lác quá nhiều về thành tích của mình. Với bạn vẫn cần phải tiếp tục khiêm tốn và học hỏi điều hay từ người khác để làm phong phú cho bản thân mình hơn nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cũng cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia cũng đang rất tốt đẹp, và đôi bên luôn quan tâm chia sẻ với nhau mọi chuyện mỗi ngày. Hai người có thể cùng nhau vượt qua được nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này,
Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy không nên ba hoa khoác lác quá nhiều về thành công của mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội phát tài nhờ vào những công việc nghề tay trái. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nắm bắt được tâm tư, tình cảm của các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, học hỏi thêm những điều hay từ người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 73, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tương hình. Điều này làm cho những lời nói thiếu suy nghĩ của bạn dễ gây tổn thương cho người khác. Và tốt nhất là với bạn tuổi Tuất, bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói để tránh va chạm không đáng có xảy ra. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn. Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực ấy lại càng khiến cho mọi việc trở nên nan giải, khó khăn hơn. Và bạn tuổi Tuất, bạn muốn tìm ra được cách giải quyết vấn đề thì hãy quan sát mọi việc dưới góc nhìn tích cực hơn xem sao nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy nhiều khi với bạn đang quá cố chấp với những suy nghĩ của chính mình. Điều này cũng sẽ khiến cho những việc vốn tưởng chừng như là đơn giản lại thành ra phức tạp. Và bạn tuổi Tuất, bạn hãy tâm sự với mọi người xung quanh để có thể mở rộng về tư duy, có cách đánh giá mới về mọi việc một cách chuẩn xác hơn. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa nên tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ dễ gây tổn thương cho người khác vì không để ý cách diễn đạt. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc đừng phức tạp hóa mọi vấn đề. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim quá cố chấp với suy nghĩ của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy không nên quá lo lắng khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 56, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày mùng 5 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn tuổi Hợi và người nhà của mình lại không được êm ấm cho lắm. Với bạn tuổi Hợi đang cảm thấy mình bị lạc lõng, cô độc khi luôn phải nhận lại sự phản đối của các thành viên trong gia đình mỗi khi đưa ra quyết định, cho dù đó là công việc trọng đại hay là chỉ là việc nhỏ nhặt mà thôi. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, trước mắt bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm lại bản thân mình, chớ có vội oán trách mọi người. Bạn hãy tự đánh giá xem mình có thiếu sót ở đâu không, kế hoạch mà mình đặt ra có chỗ nào không hợp lý, vì sao mà mình lại không nhận được sự đồng tình ủng hộ của mọi người trong nhà nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này cũng cho thấy đối với những người đang đi theo con đường học hành thi cử có thể sẽ đạt được những thành tích khá nổi bật trong ngày hôm nay, và bạn hãy tự tin phát huy phong độ của mình, bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa không nên thất vọng với thực tại trước mắt. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc nhận được thành tích xuất sắc nếu như bạn tham gia thi cử, ứng cử hay là xin việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh nên trò chuyện nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy hãy tự tin vào năng lực của bản thân mình.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 87, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.